Ôi, hello anh em, chào mừng anh em đã trở lại với kênh Đầu Câu Phi Nguyễn nha anh em. Hôm nay em có lên một lô hàng mới nha anh em. Lô này em lên máy nha, máy đứng, rồi máy ngang biển nha anh em, máy ngang tay phải nha, máy cầu biển nha anh em. Thì hôm nay giá cũng như mọi ngày thôi nha, giá em báo trên video là giá chưa bao gồm phí ship nha anh em. Phí ship anh em đồng giá một đơn hàng là 30k ha, hai đơn hàng lại miễn phí ship cho anh em nha. Rồi, số điện thoại chốt đơn bên em là 0779 674 30 anh em. Rồi, số điện thoại chốt đơn bên em ha, 0779 674 30, Đầu Câu Phi Nguyễn. Rồi, anh em mua mã số nào thì anh em vui lòng liên hệ trực tiếp số điện thoại giúp em ha. Rồi, em lên mã số đầu tiên nha nè. Mã đầu tiên là em lên một con máy size 2000 anh em. Máy size 2000 ha. Máy size 2000. Máy Avenger XS anh em. Avenger XS 2000. Máy thì cước số 1.5 thì vô được 120m nha anh em. 1.2 vô 140m. Coi là coi kim loại nha anh em. Máy này có nông ha. Máy này anh em về anh em quấn lua ha, anh em quấn ISO rồi. Gạt là gạt tốt anh em, lăn là lăn cước đồng thao ha. Máy cối kim loại. Gia tô của máy là 5.0 nha anh em. Cối carbon ha anh em. Tao quay kim loại. Có là có kim loại đây. Máy của hãng Alpha Tackle nha anh em. Máy của hãng Alpha Tackle. Mô bên sóng anh em. Máy quay im mượt anh em. Chốt chặn đầy đủ ha. Chế độ 2 chiều anh em. Máy này có chạy hệ thống mặt đạn nha anh em. Đây, có chạy hệ thống mặt đạn nha. Ta quay gặp anh em, ta quay thay đổi trái phải được. Mã số 1 mình để cho em giá 180.000. Mã số 180. Anh em câu lua, anh em câu ISO ha. Em câu ghe bè rồi nha anh em. Rồi, mã số 1 180.000 anh em. Tới mã số 2. Mã số 2 là con máy size tầm 4000 anh em. Máy size 4000 ha. Mua pin sống nha anh em. Gạt tốt ha. Lăn cước ok. Máy này thông số cước của nó là cước số 5 vô đường 140 anh em, cước số 4 170, cước số 3 210. Máy có chạy một bạc đạn anh em. Ga tô của máy là 4.6 ha. Mua pin sống anh em. Có là có nhựa ha, thân là thân carbon, tay quay kim loại. Tay quay máy là tay quay gập anh em. Tay quay thay đổi trái phải được. Máy hoạt động im mượt anh em. Máy hoạt động rất mượt ha. Chế độ 2 chiều. Chốt chặn máy đây nè. Máy size 4000 cho anh em nha. Máy size 4000. Mã số 2 giá 200 anh em. Mã số 2 giá 200k. Số 2 giá 200k anh em. Tới mã số 3 đây. Mã số 3 là con Long Cát anh em. Gato là 4.3. Máy của Hàn Quốc anh em. Có tiêm vàng xuất Nhật nha. Mô bin sống anh em. Máy này xong số cước là cước số 7 vô được, cước số 4 vô được 70m anh em. Cước số 3 90m, cước số 2 150m. Size máy là size 2000 anh em. Gạt tốt ha. Lăn là lăn sáng đẹp. Máy của hãng Long Cáp Korea anh em. Máy quay nhẹ mượt nha anh em. Rồi, em trúng cái camera. Máy quay nhẹ mượt anh em. Chế độ 2 chiều đây. Chốt chặn. Thay quay thay đổi trái phải được nha anh em. Máy size 2000 của Hàn Quốc. Mã số 3 giá 140.000 anh em. Mã số 3 140 nha anh em. Mã số 3 140. Mã số 4.
Mã số 4 là con máy xay 4.000 nha anh em. Mô bin sống. Mô bin sống nha anh em. Gạt cước tốt đấy. Lăn cước đồng thau anh em. Cước mã số này là cước số 5 giờ được 150, cước số 4 giờ được 108, cước số 3 giờ được 210 anh em. Con này có chạy hệ thống bật đạn nha. Cối là cối nhựa anh em, thân carbon, ta quay kim loại. Máy chốt chặn nè. Máy quay ok nha nè. Cắt cái dây này. Cái dây nó lú ra nó kêu sẹt sẹt. Đó. Máy xay 4.000 nha nè. Máy quay nhẹ mượt ok nè. Đó, ta quay gặp ha. Máy xay là xay 4.000. Máy mã số 4 giá 180 nha anh em. Mã số 4 giá 180.000. Mã số 4 180.000. Mã số 5 cũng là con máy xay 4.000 luôn anh em. Con máy xay 4.000 luôn. Con này có chạy một bật đạn nha anh em. Gato là 5.2. Thông số cước là cước số 4 như 190m, cước số 5 150m, cước số 6 125. Xay là xay 4.000. Cấu là cấu nhựa, thân carbon, tay quay kim loại. Máy hoạt động im mượt nha anh em. Quay rất mượt. Chế độ 2 chiều. Chốt chặn. Ta quay gặp anh em. Mã số 6, mũi mã số 5 anh em. Mã số 5 giá 200. Mã số 5 giá 200k. Mã số 6 anh em. Con máy xay 2.000. Gato của máy là 5.2, cước số 3 180m. Máy chạy một bật đạn anh em. Xay thực tương đương tầm 3.000 nha anh em. Gạt tốt. Lăn sáng đẹp. Ngoại hình máy anh em. Cối là cối nhựa, thân carbon anh em, ta quay kim loại, ta quay thay đổi được trái phải. Máy quay im mượt, hoạt động bình thường. Tay quay máy là tay quay gập. Chế độ 2 chiều. Chốt chặn máy đầy đủ anh em. Mã số 6 150k. Mã số 6 150k. Mã số 7. Mã số 7 là con Long Cat anh em. Máy có chạy hệ thống bật đạn đây. Con Long Cat FRB30 anh em. FRB30, con máy đuôi chuột. Mô bin là mô bin sống, tiếng lư gà kêu. Gạt tốt. Gato máy là 5.2. Cước số 3 75m, cước số 2 110, cước số 1 5 180m. Xe máy là xe 1.500 anh em. Máy có Korea anh em. Máy của Korea. Chốt chặn. Máy của Korea Hàn Quốc. 2 chiều. Gạt cước tốt đây anh em. Lăn cước ok. Mã số 7 180k anh em. Mã số 7 180k. Mở cối anh em nhấn anh em mở cối ra. Mã số 7 180k. Mã số 8. Mã số 8 là con máy xay 3.000 anh em. Máy có chạy hệ thống mặt bàn. Gạt cước tốt anh em. Lăn ok. Cối là cối kim loại. Mô bin sống, tiếng lư gà kêu anh em.
ga tô máy là 4.8, cước số 5 120, cước số 4 150, cước số 3 180, máy xay 3.000 anh em. Chốt chặn. Ta quay là ta quay gặp anh em. Ta quay gặp hơi bị cứng anh em. Thôi, ta quay gặp ok anh em. Cối là cối kim loại. Thân carbon anh em, ta quay kim loại. Ta quay thay đổi đường trái phải anh em. Mã số 8 giá 180k. Mã số 8 180k anh em. Mã số 9. Mã số 9 là một con máy của Hàn Quốc anh em. Size máy đây size 4.000. Mobin là mobin sống nha anh em. Gato máy là 4.6, máy size 5.000 anh em. Gato máy là 4.6. Cước số 3 210. Cước số 4 160. Cước số 5 125 anh em. Máy của Hàn Quốc. Ngoại hình máy. Ta quay thay đổi được trái phải anh em. Máy hoạt động ok. Chế độ 2 chiều đây anh em. Một chiều chút chặn. Mã số 9 giá 180.000 anh em. Mã số 9 180.000. Mã số 10. Con máy của Hàn Quốc anh em, con đuôi chuột. Máy của Long Cát hãng Suzumi. Con máy S3000RD. Size máy cũng là size tương đương tầm 3.000 anh em. Cước số 5 80m, cước số 4 100m, cước số 3 150m. Máy của hãng Suzumi Hàn Quốc. Máy có chạy hệ thống bạc đạn anh em. Gạt tốt anh em. Lăn ok. Mobin đuôi anh em. Lưỡi gà kêu tốt này. Chế độ 2 chiều, 1 chiều đầy đủ. Máy quay im mượt. Chốt chặn máy. Chế độ 2 chiều. Ta quay gặp anh em. Mã số 10 220.000. Mã số 10 để 200 anh em. Mã số 10 giá 200. Mã số 11. Cũng là con đuôi chuột của hãng Daiwa anh em. Đây. Đuôi chuột hãng Daiwa, đuôi chuột Rapfit. Made in Thái Lan. Made in ở Thái Lan anh em. Mô bin sống. Cước 0.40 vô được 145m, 0.38 được 185m, 0.30 240. Máy mình là máy đu chuột nha anh em. Kẹt cước tốt. Chế độ đi. Quay im mượt anh em. Chốt chặn máy. Chế độ 2 chiều. Máy đu chuột ở Thái Lan anh em. Con máy xay 5.000 anh em. Con máy xay 5.000. Cước là cước số 5 185m. Cước số 4.5 240m. Cước số 3.6 là vô 320m anh em. Xay máy là xay 5.000. Mã số 11 giá 250 anh em. Mã số 11 giá 250. Mã số 12. Mã số 12 là một con máy size 4.000 anh em. Con Xbox ha. Gato máy là 5.2. Máy có chạy một bạc đạn. Thông số cước là cước số 6 vô được 80m, cước số 5 100m, cước số 4 120m anh em. Gạt cước tốt nè. Lăn ok. Cối nhựa, thân carbon, tay quay kim loại. Size máy là size 4.000.
chốt chặn. Chế độ 2 chiều anh em. Ta quay gặp. Mã số 12 giá 180. 12 giá 180. 13. Con của máy của hãng Korea anh em. Con máy xay xay máy để xay tầm 7.000 anh em. Con của hãng Diamond Taco. Máy có chạy một bạc đạn anh em. Máy mua pin sống thôi. Anh em xem cối ha. Bên đây nó đẹp ha, bên đây nó có chạy xước anh em. Đó. Cước số 10 190m, cước số 8 240, cước số 6 310 anh em. Máy xay tương đương tầm 7.000. Lăn ok anh em. Máy của hãng Korea Hàn Quốc. Gato máy là 4.1. Chốt chặn. Chế độ 2 chiều đây anh em. Máy của hãng Diamond Taco ha anh em. Máy mã số 13 giá 230. 13 giá 230.000. 14 anh em. 14 là con máy của hãng Ryobi Sinos. Máy chạy màu bạc đạn. Máy của hãng Ryobi Made in Japan anh em. Ryobi Sinos size thực size 3.000 anh em. Cước số 2 200m, cước số 3 150m, cước số 4 100m, cước số 6 là máy này máy lăn đẹp đây anh em. Gạt ok ha. Mô bin sống. Máy ta quay thay đổi trái phải. Cối là khối carbon. Thân carbon ta quay kim loại. Hình có trầy nhiều nha anh em. Ta quay là ta quay gặp. Chốt chặn. Chế độ 2 chiều. Máy này mã số của nó là mã số 14 đấy nè. Để anh em giá 230.000. 230.000, mã 14, 230.000. Mã 15 anh em. Mã 15 là con Daiwa Spotlight ST0. Gato là 3.8, máy của hãng Daiwa, size là size 6.000 nha anh em. Cước số 7 140m, cước số 6 170, cước số 5 210. Đây, cối carbon anh em. Thân kim loại, ta quay kim loại, máy mắc một bên tem nha anh em. Máy quay rất là nhẹ mượt. Lăn cước đây nè, lăn cước sáng đẹp ha. Máy tay quay là tay quay dặn. Đó, anh em dặn anh em gặp tay quay nha. Tay quay thay đổi được trái phải nha anh em. Anh tháo ngóc này ra là thay được tay quay nha. Gạt cước tốt. Máy của Made in Japan anh em. Made in Japan. Máy xây 6.000. Máy xây 6.000. Mã số 15 giá 300 anh em. 15 giá 300. 16 anh em. 16 là con máy xây 6.000. 6.000. Con máy của Made in Hàn Quốc, Korea. Cối là cối nhựa, thân carbon, ta quay kim loại. Máy có chạy hệ thống bạc đạn, Gato là 4.1 anh em. Thông số cước là 6 150m anh em. Cước số 5 vô tầm 180m. Ở cước số 7 vô 140m anh em. Máy quay ok. Máy quay ok nha anh em. Chốt chặn đầy đủ đây. Mô bin sống. Dẹp tốt. Lăn đá sứ. Ta quay là ta quay gặp anh em.
chế độ 2 chiều, 1 chiều. Ta quay thay đổi trái phải được, chốt chặn máy. Máy này mã số nó mã số 16 anh em. Mã số 16 giá 300. Mã số 16 giá 300. Mã số 17. 17 là con cối nông, mô bin là mô bin tỉnh, mô bin chết nè. Lăng ok. Máy là máy xay 5000. Con Shimano Titanos Aero 5000. Made in Japan của hãng Shimano. Mô bin là mô bin tỉnh anh em. Chế độ 2 chiều. Ta quay thay đổi trái phải, ta quay máy là ta quay dặn nha anh em. Đó, anh em dặn ra ha. Dặn ra anh em gặp ta quay. Siết lại. Máy cối nông mô bình tĩnh. Mã số 17 giá 300.000. 17 300.000. 18. Daiwa Sprinter ST850 xay máy là xay 4.000. Số 5 120, số 4 150, số 3 220. Mô bin sống. Gạt tốt, lăn đẹp, made in Japan. Cối carbon, thân là thân kim loại, tay quay kim loại. Tay quay cũng là tay quay gập. Tay quay thay đổi trái phải được. Máy hoạt động im mượt anh em. Còn hình máy còn khá là đẹp ha anh em. Lăng cước sáng bóng. Tay quay là tay quay kim loại nha. Máy quay rất chắc chắn ha. Chốt chặn. Chế độ 2 chiều. Máy xay 5000. Mã số 18 giá 300. Mã 18 giá 300. Mã 19. Mã 19 là con Daiwa Sportline ST1. Xay máy là xay 6000 mà cước số 7 vô được 150, cước số 6 vô được 180, cước số 5 vô được 220. Đó, ngoại hình có chạy xước anh em. Daiwa Sportline ST1, Gato là 3.8. Em chú ý nè. Ở phần này có bị tan xét ha, ở con lăng còn sáng đẹp ok. Gạt tốt nè, made in Japan. Máy hoạt động rất là mượt nè, quay rất là nhẹ, máy chạy xước nhiều. Chốt chặn, tay quay là tay quay dặn. Em dặn ra anh em gặp tay quay ha. Chiếc vô đây nè. Máy là máy xay 6000 anh em. Hình xấu. Con này mình để cho anh em giá 250. Mã số 19 giá 250. Mã 19 giá 250. Mã 20 anh em. Mã 20 là con Daiwa Sprinter ST850 xay máy cũng là xay máy 4000. Cước số 5 120, cước số 4 150. Cước số 3 220 anh em. Mô bin sống. Gạt cước tốt đây nè. Made in Japan, nó bị mẻ miếng này nè. Không là vấn đề ha. Mẻ tí thôi. Gắn cần ok hết nha nè. Con máy này chỉ bị mẻ miếng thôi, ngoại hình còn khá là đẹp anh em. Tay quay thay đổi trái phải, tay quay cũng là tay quay dặn đây. Ok nè. Chế độ 2 chiều. Mã số 20 giá 250 anh em. Mã 20 giá 250.
21 đây anh em. 21 là con Daiwa Printer ST 950. Con máy size 6000 anh em. Cước số 6 170m. Cước số 5 là cước số 6 140m. Cước số 7 là cước số 5 là 170m, size 5000 anh em. Mô bin sống, máy size 5000. Lăng cước sáng đẹp, trong bị ten không ảnh hưởng anh em. Gạt ok. Máy xay 5000, con Daiwa anh em. Chốt chặn tốt. Cái tay quay này anh em gặp xuống ha. Anh em khi được lên em nhấn giùm em cái nha. Đó, anh em nhấn vô một cái nha. Rồi, con mã số 21 anh em. Chế độ 2 chiều đây. Mã 21 giá 250 luôn nha anh em. 250 luôn. 21 giá 250. Con Daiwa anh em. Máy Daiwa Whisker Box anh em. Made in Japan. Cước số 4 200m, cước số 5 150m, size máy là size tầm 5000 anh em. Sẽ tương đương tầm 5000. Cối kim loại, thân carbon, ta quay bằng kim loại anh em. Ta quay gặp, núm ta quay là núm gỗ ha. Mình thay đổi ta quay được trái phải. Lăng là lăng đá sứ anh em. Một chiều có tiếng kêu. Chốt chặn. Chế độ 2 chiều đây anh em. Máy quay nhẹ mượt. Máy có chạy 2 bậc đạn anh em. Máy của hãng Daiwa. Một hình rất là đẹp nha anh em. Hình rất là mới ha. Máy mã 22 bán 380. 22 giá 380 anh em. 23. Con Daiwa Printer ST 3000 S anh em. Full kim loại nha. Cối kim loại đây, thân kim loại đây. Ta quay kim loại. Máy này anh em cũng gặp lại, anh em nhắn vô với em ha. Đó. Mô bin là mô bin sống nha anh em. Gạt cước tốt. Cước số 8 180m, cước số 7 là 210, cước số 6 là 250, size máy 8000 anh em. Máy hoạt động ok im mực anh em. Cái phần tay quay thôi anh em, khi gặp lại nè anh em nhớ anh em nhấn em cái ha. Chế độ 2 chiều đầy đủ á. Thay đổi tay quay trái phải 2 chiều đây nè. Một chiều chốt chặn. Máy của hãng Daiwa nè. Lăng cước ok. Da băng. Con này giá là 23 giá 400. Mã 23 giá 400.000. Tới mã 24 anh em. 24 cũng là con Made in Japan đây, size cũng là size 7000. Con Daiwa Rocaster GS 7000 anh em. Size máy là size 7000. Lăng sáng đẹp. Gạt tốt đây anh em. Cước số 7 190, cước số 6 là 230, cước số 5 là 208. Cối là cối carbon nha anh em. Thân là thân carbon luôn. Tay quay là tay quay kim loại. Tay quay là tay quay gặp nha anh em. Thay đổi tay quay được trái phải nha. Máy hoạt động ok. Mô bin sống. Lưỡi gà kêu đây nè. Chế độ 2 chiều. Một chiều có tiếng kêu anh em. Máy xay 7000, bị mất một bên tem bên đây nha nè. Đăng cước đây. Máy này Made in Japan, mã số 24. Mình để cho anh em giá là 700.000 nha nè. 700, 400.000, 24, 400.000.
24 400, 25 là con Daiwa Max 300 anh em, size thực máy size tương đương tầm 6.000-7.000 ha. Gạt tốt đây, lăn sáng đẹp. Con này con hàng nội địa anh em, nội địa Nhật. Daiwa Max 300. Máy có chạy hệ thống mặt nạ nha anh em, thông số cước là không có để ha. Mô bin sống. Máy có cốt trợ lực anh em. Máy cốt trợ lực ha. Máy này full kim loại nha anh em, cối là cối kim loại nha. Cối là cối kim loại đây. Thân là thân kim loại, tay quay là tay quay kim loại luôn anh em. Tay quay là tay quay gập ha. Đó, gập tay quay nha anh em. Máy quan hình có chạy xước nha. Đây. Hoạt động thì rất là ok anh em. Máy có cốt trợ lực nên rất là khỏe ha. Chốt chặn máy. Máy thì xe tầm 6.000 nha anh em. Chế độ 2 chiều. Mã số 25 giá 350 nha. 25 giá 350. 26 cũng là con Daiwa đây nè. Con Daiwa Sport 5.000. Con này cũng full kim loại nha anh em. Nội địa Nhật, Made in Japan á nè. Con này size thực của nó, size nó rơi vào tầm 8.000 nha anh em. Size thực nó rơi vào tầm 8.000. Con Daiwa. Máy này cũng có cốt trợ lực nha anh em. Cốt trợ lực thì rất là khỏe ha. Cốt trợ lực ở đây anh em. Dòng Daiwa này cốt trợ lực nằm trên nắp cối ha. Rất là sáng đẹp nha anh em. Mô bin sống. Tay quay thay đổi trái phải được, chế độ 2 chiều đi. Chốt chặn. Ngoại hình máy. Con này con mã số 26 anh em. Giá là 550 ha. 550.000. 26 anh em. Con 27. 27 là con máy ngang anh em. Anh em câu ghe bè ha. Con máy ngang tay phải anh em câu ghe bè. Con này của hãng Ryobi anh em. Ryobi đây. Gato là 4.1. Thông số cước là cước số 8 vừa được 200, cước số 6 vừa được 240. Cước số 8 vừa được 210. Cước số 10 vừa được 150m anh em. Vô rất là nhiều cước ha. Con này có chạy hệ thống mặt đạn đây. Con Spower Gato là 4.1 anh em. Đây. Đẩy cước ra rất là tốt nha anh em. Trong đây còn cuộn dù bia nè. Chế độ 2 xả gần đây nè, xả cước ha. Hoạt động bình thường hết đây nè. 2 chiều. Đẩy cước ra nè anh em. Rất là đều ha. Máy này bán cho anh em giá 250 ha. Mã 27 giá 250. 27 giá 250 anh em. Made in Japan ha. Đây. Made in Japan, con Ryobi của Nhật Bản ha. 27 giá 250. Con 28 anh em. Con 28 là con máy Ben ha. Đây, con máy Ben đây, máy Ben cổ anh em. Máy Ben này No 85, Made in là Made in Mỹ nha anh em. Đây, máy của Mỹ sản xuất ha, Made in USA đây. Ben No 85, Made in USA, Bat 0, Bat D. Máy quay đây nè, máy quay tay phải luôn nha. Còn máy Ben đây nè.
tiếng kêu đây nè, chốt chặn, tắt tiếng kêu đây, xả gân nha nè. Máy này bay mình không có tự bật được ha, mình bật xuống nè. Rồi máy quay ok, con ben cổ anh em về anh em đánh anh em sưu tầm ha, con ben cổ của Mỹ. Con này bán cho em giá 250 luôn, giá 28, giá 250, 28 giá 250. Tới mã 29 đây nè. 29 là con Ryobi. Nó giống như con Ryobi đó nha nè. Nó giống như con Ryobi đó mà size nó size nhỏ hơn một size ha. Con này thì cước số 4 vừa được 110. Cước số 5 vừa được 90, cước số 6 được 70 ha. Này anh em câu bè nè, anh em câu cỡ nhỏ ha, anh em câu ISO đồ. Anh em câu mực được. Con này thì nó là gato của nó là không có để gato anh em. Con này cũng có dạy hệ thống mặt đạn, nói chung là y như con kia mà nó nhỏ hơn size thôi nè. Anh em nào mà đi câu máy ngang câu tay phải anh em lấy một cặp luôn ha, Ryobi con này hai con bao ship luôn. Mắt in cũng là mắt da băng anh em, xả cước đây hai chiều. Da băng đây nè. Rồi con mã 29 giá 200, 29 giá 200, 29 giá 200, 30 anh em. 30 là con máy ngang tay phải, con máy của hãng Daiwa nè, 300DX Titanot, Titasensot. Con máy của hãng Daiwa, made in da băng đây nè, hàng Nhật ha, made in da băng. Thông số cước là cước số 5 200m. Ký hiệu máy là 614770 anh em. Đồng hồ xả cước anh em, đồng hồ còn hoạt động ha. Đó, anh em xả cước bao nhiêu đồng hồ đo lại hết nha anh em. Con máy có hạn đây qua. Em quay ha. Đó, khi nào gần tới đã kêu anh em. Ok. Tắt đồng hồ đây anh em. Con máy là made in Japan. Máy quay tay phải anh em. Máy hãng đây qua. Con này mình để cho anh em giá là 350 anh em. Máy giá là 350.000. Đồng hồ chạy hoạt động ok hết nha anh em. Xả gần đây. Máy anh em xả gần ra đo lại hết nha. Ok anh em. Mã số 230 giá 350. Mã số 31 là con máy lua tay phải đây nè. Con này made in da băng nha. Shimano. Con Shimano US Bass No GE, ký hiệu là 31920. Made in da băng. Ngoại hình thì chạy xước nhiều anh em. Cái vô cước này nè, cái cước đựng cước là bằng titan anh em. Titan ha. Đó, titan 7 màu anh em. Đó, nó bằng titan ha. Tên máy là tên Scorpion. Rồi. Scorpion đây nè,
titanium ha, metanium XT. Ở đây nó có cái gì đây nè anh em, em không có hiểu cái này ha. Đó, bên đây có chữ open nè, ở bên đây có chữ slow nè, hai giống mũi tên ha. Đây Shimano đây, anh em đè vô anh em mở ra nè. Đó, bên đây open, bên đây slow ha. Titanium đây nè. Con này mã số nó mã số 31, mình để cho anh em giá là 500 anh em. 31 giá 500k. 32 anh em. 32 là một máy Shimano. Roll out up da băng anh em. Đây. Shimano Toru 6000. Máy này thì máy nó là carbon titanium, máy chạy hai bạc đạn anh em, núm tay quay núm gỗ đây, máy của hãng Shimano. Nó có đồng hồ đôi dây đây anh em, đây có đồng hồ đôi dây ha. Đó, anh em nó còn hoạt động bình thường nha anh em, anh em không muốn đo thì anh em dở này lên đó. Đó, đồng hồ nó không chạy nữa nha anh em, máy hoạt động im mượt bình thường nha anh em. Nó cái đồng hồ anh em nhìn nó đo nè anh em, nó hoạt động bình thường hết ha, nhấn này gì vậy không nha anh em, anh em xả gân ra nè. Cái này xả gân nó bị hơi bị cứng nè, đợi xíu ha. Đây anh em xả gân đây nè, bật xuống ha. Đó, hồi nãy nó hơi bị cứng anh em, nè anh em bật xuống nè, anh em cho về không ha. Đó, anh em bật xả gân ha, anh em xả ra nè. Đó, anh em cho về không xả ra nè. Đó là qua số 1 nè anh em, nó chạy đó thấy không. Đó, số 2 nè. Đó là dưới đây nó ra gân nè anh em, nó ra tới 3 nè anh em, 3 mét ha. Đó, gân ra dưới là 3 mét ha. Rồi anh em quấn vô nè. Đó, vô lại 2 mét nè ha. Đó, 1 mét. Ok, là hết gân xả nha nè. Ok. Đây anh em xả ra cho anh em coi thử ha. Đây. Để em kiếm cái đầu gân em xả cho anh em coi thử. Nè, em kéo ra nè ha. Đó. Nó ra tới gần 1 mét nè nè, bị kẹt cái gần ở trong đây, nói chung là hoạt động ok hết rồi nè. Đó, anh em không đo gần thì anh em dở lên chốt chặn hai chiều để nè. Rồi mã này là mã số của nó là mã số 232 anh em, giá là 400 ha, 32 giá 400.000, 32 giá 400. Máy rất là to nha nè. Đây, máy rất là to luôn. 32 giá 400. 33 nè. 33 là ăn con đây qua. Mililand 6500, máy chạy hai mặt đạn. Full kim loại. Máy này size thật size tầm 13.000 14.000 anh em. Size thật tầm 13 14.000. Máy có cốt trợ lực. Đây, máy cốt trợ lực đây nè. Máy này nó không xào lắc gì nghe. Này anh em gắn vô nó cọi cọi cối trong đây nè, đạn nó bị xào nhẹ thôi, không ảnh hưởng gì hết nha anh. Đây qua thì rất là khỏe, lăn cước sáng đẹp, nó bị cọi cối nha. Chốt chặn đi. Chế độ hai chiều đây nè. Con này mình để cho anh em giá là
500.000 bán nghe em về câu luôn, máy này giá 500. Máy 34 anh em. Con máy 34 là con máy của hãng Shimano đây. Shimano. Cước số 6 265. Cước số 8 220. Cước số 10 185, size máy là size tầm 8.000 anh em, 9.000, 8.000, 9.000 ha. Máy size tầm 9.000 anh em. Mô bin sống nè. Gạt tốt. Đây bên này bị mất cái tem nha anh em. Chỗ này mất cái tem ha. Ta quay thay đổi trái phải được anh em. Ta quay máy là ta quay gặp. Có tem ở đây anh em. Tem nổi ở đây ha. Còn thân carbon ta quay kim loại anh em. Máy của hãng Shimano. Xe máy tầm 8.000, 9.000. Xe máy tương đương 9.000 anh em. Con này để cho anh em giá là 400k, 34 400k, 34 400k. Made in Japan nha anh em. Made in Japan 35. Cối nông mô bin tỉnh, Made in Japan. Con Power Cat, máy chạy ba bọc đạn, máy hãng Daiwa Japan anh em. Daiwa Japan. Lăng cước sáng đẹp. Máy cối nông mô bình tĩnh đấy nè, mô bình chết ha. Chế độ 2 chiều. Máy chạy 3 mặt đạn. Máy rất là ngon nha nè. Tay quay thay đổi trái phải được anh em, máy của hãng Daiwa. Cái nắp này nó hơi bị nứt ở trên đây ha nè. Mà mô bin chết thì anh em không quan trọng cái nắp đâu, mình đâu có xả mô bin được đâu mà. Đó. Máy này máy 35 giá 400k anh em. 35 giá 400k. Rồi, hôm nay em lên 35 mã số nha anh em. Anh em mua mã số nào anh em vui lòng liên hệ trực tiếp số điện thoại của em ha. Đó, số điện thoại của em là 0779674320 anh em. Đồ câu Phi Nguyễn ha. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều ha. Bye bye, hẹn gặp lại anh em ở clip sau nha. Bye bye anh em.